Ăn cơm thì vẫn ăn tốt các bạn. Báo chào anh Khâm một cái em nào. Từ hôm giúp đến giờ là chưa thấy chào anh Khâm cái nào. Nói tiếng Mông cũng được. À, chào nhá. Chào Khâm, mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Hiện tại là vào thời điểm là 18:59. Đấy. Hiện tại chắc có lẽ là cô bác anh chị đang theo dõi video của cháu Khâm. Hôm nay Khâm ghi hình là vào ngày thứ hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ tư mọi người ạ. Bây giờ là 7 giờ. Bây giờ thì là đang phát video của em Cương Nga. Đấy, một cái hoàn cảnh mà anh Hiệp từng đi ghi hình và kêu gọi, thì hy vọng rằng là sẽ có các bác nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng đồng hành với Khâm, giúp cho em ấy có cái mái che và tới này có cái cửa mọi người. Kinh phí thì không có, mà một thân một mình thì không biết lo ra sao. Em cũng là một cái hoàn cảnh mồ côi thôi, thì rất mong là cô bác anh chị sẽ đồng hành với Khâm để giúp đỡ em Cương Nga mọi người nhé. Bây giờ thì là video được phát sóng rồi. Video đang được công chiếu. Có lẽ thì là rất là cảm ơn những quý khán giả đã luôn luôn đồng hành và không bỏ quên tập nào video của cháu Khâm. Chắc các bác đang xem video thôi. Rất là cảm ơn mọi người nhé. Còn quay trở lại với lại cái nội dung video hôm nay thì Khâm sẽ có một cái thông tin đến với lại tất cả quý khán giả và các nhà hảo tâm, mọi người từ gần, từ xa, từ trong, ngoài nước đang quan tâm đến hoàn cảnh của em Máy, vợ em Trơ bị hoại tử hai bên chân, là hiện tại là đang điều trị ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đó. Đấy là đến thời điểm hiện tại, xem nào, từ chủ nhật tuần trước đến chủ nhật tuần vừa rồi này là được 7 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì hôm nay là tròn 10 ngày điều trị rồi các bác ạ. Tròn 10 ngày điều trị bệnh rồi. Bởi vì là trong đêm chủ nhật là anh em mình là cho nhập viện luôn, thì bắt đầu từ thứ hai là điều trị đến thứ tư, thời điểm hiện tại là bước vào cái ngày thứ 10 rồi. Thì rất là nhiều quý khán giả alo, gọi điện, nhắn tin, comment trên kênh hỏi Khâm về tình hình em Máy ra sao rồi, ca mổ ra sao rồi, có thành công hay không, và tình trạng sức khỏe của em có khả quan hay không. Thì rất mong cho quý khán giả dành một cái sự thông cảm nhất định cho cháu Khâm, vì là cháu Khâm không thể ghi hình trực tiếp ở Hà Nội được. Đấy là một cái lý do là địa lý xa xôi mà, Khâm thì cũng trên bàn thôi, Hà Giang, cách xa khu vực của em Trơ 500 cây số, hơn 500 cây số, thì cô bác anh chị khán giả các nhà hảo tâm ở Hà Nội là cũng đã và liên tục là mọi người cũng đến thăm hỏi, mọi người cũng động viên, mọi người có quà đấy, đặc biệt là cô Mai chú Vượng này, có bác Hinh ở Cầu Giấy, rồi là có cô Vui, rồi là có nhiều lắm mọi người ạ, cô Bình, rất là nhiều cô, mong là mọi người thông cảm vì không kể tên được hết các bác xuống Hà Nội vào thăm. Đấy, vừa rồi bác Nguyễn Đình Hinh Cầu Giấy là cũng vào và mua quần áo cho em Trơ này, rồi là tặng tiền cho em Trơ 500.000 này, rồi là nạp thẻ điện thoại cho này, rồi là cũng có các bác khác, các cô khác, có những cô vào là cho tiền là Trơ cũng không nhớ, không biết là hỏi tên các cô các bác, để em anh Khâm cảm ơn đến các cô qua video. Đấy, thật sự thì là mọi người vào thì bằng cái tình cảm thì các bác đã vào, thì cái số tiền mà các bác ủng hộ thì chắc có lẽ là các bác cũng không muốn là cho Trơ và ai đó biết được, thì nhưng dù sao chăng nữa thì là cũng cho cháu Khâm, em Khâm gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khán giả và các nhà hảo tâm. Thưa các bác thì là Khâm cũng chưa có gầy ốm lắm đâu. Hiện tại thì cũng có
thuốc tây thuốc ta các thứ cũng đang uống liên tục. Tuy nhiên thì uống nhiều thuốc tây quá cũng rất là mệt mỏi, và công việc thì ngoài các công việc đi bản thì Khâm còn phải xử lý những cái công việc cá nhân, những cái công việc mà Khâm vẫn đang làm ở cái thời điểm hiện tại ấy. Thành ra là lạm dụng thuốc quá nhiều thì cũng không không tốt. Các bác cũng giới thiệu cho rất là nhiều những bài thuốc, ví dụ như đun lá tía tô hay là mật ong ngâm gừng hay là sát chanh vào cổ các thứ, rất là nhiều bài thuốc mà quý khán giả yêu thương cũng alo cho Khâm thì Khâm rất là cảm ơn. Và đặc biệt là trước khi gọi cho em chơi thì Khâm còn rất là cảm ơn đến bác sĩ Lê Minh Đạo là ở bệnh viện nhiệt đới. Đấy, bác có cả đây này, bác là ở bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đấy mọi người ạ. Đấy, có cả zip ở đây đây. Bác kê cho Khâm một cái đơn thuốc. Ở đây có đến 5 cái loại thuốc. Nè, bác kê cho cháu Khâm để cháu Khâm uống điều trị cái bệnh của Khâm đang gặp phải. Chỉ cần xem qua video thì bác đoán được Khâm luôn là bệnh viêm mũi họng. Đấy, bác cũng gọi điện cho nhắn tin gọi điện Khâm. Bác cũng biết là thấy ho cái là bác biết là Khâm bị cái bệnh gì rồi. Đây thì rất là nhiều loại thuốc đây. Đấy. Thì là qua video thì cháu Khâm rất là cảm ơn đến sự quan tâm của bác. Thì Khâm cũng mong rằng là sau khi sử dụng một liều thuốc của bác nữa thì mình sẽ khỏi cái căn bệnh khó chịu này, để là tiếp tục là đi công việc thôi, đặc biệt là các cái công việc trên bản ở thời gian sắp tới. Khâm đang chuẩn bị là triển khai làm nhà cho ba bé mồ côi rồi các bác nhé, mọi người cũng không quá sốt ruột. Đó. Quay trở lại với lại em chờ, bây giờ thì Khâm sẽ gọi điện cho em ấy. Đó. Chờ thì sau khi các bác là hỗ trợ tiền điện thoại ấy, bác Hình hỗ trợ là cũng có mạng. Tuy nhiên thì bây giờ gọi cho thì không được mọi người. Gọi điện thoại cho em bạn này xem nào. Người dùng bận chắc là đang có cuộc gọi, một là của người già, của người nhà, hai là của quý khán giả liên quan đến cái phần là gọi điện các thứ ấy, thì mọi người cũng có xin Khâm về cái số điện thoại của Trơ. Quả thật thì là không phải là cháu Khâm không comment trên kênh cho các bác đâu, em Trơ thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Thì để mà tránh cái việc rằng là trong quá trình chăm sóc vợ con thì nhiều người gọi làm phiền, Khâm không có ý là nói các bác khán giả quan tâm hỏi hỏi thăm mà Khâm nói làm phiền đâu. Sẽ có trường hợp này trường hợp kia mọi người ạ. Đấy, trên kênh thì vừa rồi video đăng lên thì đấy, ngoài cái sự yêu thương động viên, sự ủng hộ của các bác thì còn những người gọi là mọi người chỉ trích, mọi người không vui không hay. Khâm không hiểu sao là tại sao những cái video mình đang làm việc tốt, cứu người, việc thiện như này mà vẫn có những người là thi thoảng hay trách móc. Tất nhiên là những cái bình luận đấy thì có thể là cô bác anh chị sẽ không thấy trên kênh, bởi vì là trong cái bộ lọc của YouTube ấy thì là mình sẽ đọc được hết tất cả các bình luận, nên là không sao. Chính vì vậy mà nếu mà bác nào có thật sự là quan tâm đến chơi và mọi người lấy số điện thoại khi mà các bác vào thăm ấy thì các bác cứ trực tiếp gọi cho Khâm trước. Điện thoại của Khâm thì ở thông tin video nào cũng Khâm để ở phần mô tả hết. Đấy, số Khâm là 0363896574, là số cả số Zalo luôn, mọi người có thể là kết bạn và nhắn tin cho Khâm. Đấy, thì cháu Khâm sẽ có thể là sẽ gửi cho các cô các bác cái số điện thoại của bạn ấy để mọi người vào thăm chẳng hạn. Đấy, thì là phương án là như thế, chứ còn Khâm cũng không tiện là comment trên kênh. Người dùng bận rồi. Trong cái thời gian này thì có lẽ là cháu Khâm sẽ uống thuốc trước. Đấy, 5 cái loại thuốc thì chắc có lẽ là uống theo thứ tự mà bác sĩ Đạo bác chỉ cho Khâm thôi. Bác ghi rất là kỹ này. Thuốc này thì là bác ghi là uống buổi chiều sau ăn. Và thuốc này thì bác cũng alo cho Khâm là không có tác dụng phụ. Thì trong cái
thời gian em chờ cái cuộc gọi thì có lẽ là Khâm sẽ uống thuốc trước mọi người ạ. Thật sự là cũng chỉ mong là thuốc không có tác dụng phụ thôi. Nhiều loại thuốc là Khâm sử dụng, đặc biệt là kháng sinh liều cao các thứ ấy, thì là đi làm rất là mệt mỏi. Đấy. Hôm nay thì cũng đi làm về sớm mọi người ạ. Có hôm đi làm về sớm thì cũng cơm nước rất là sớm. Bố mẹ thì đi ăn cơm khách hết rồi. Ôi, 2 viên rồi. Để bác sĩ chỉ cho anh em uống 1 viên thôi. Không lấy nhầm à. Uống theo 3 đây. Hy vọng rằng là sau đợt này là sẽ khỏi uống các bạn. Các bác hết sức thông cảm nhé, do là Khâm gọi cho em chơi là em ấy đang có cuộc gọi. Thôi thì các bác xem Khâm một chút. Thực ra trước đây thì Khâm rất là ít uống thuốc mọi người ạ. Trước đây thì có thời gian là luyện tập thể dục thể thao thì nó cũng ít bệnh hơn. Thời điểm hiện tại thì con nhỏ nữa mọi người ạ. Đứa 2 cháu của Khâm thì mít còn ngoan hơn rồi, nhưng mà bé thứ hai thì còn nhỏ quá, thành ra là tối là cũng hay quấy. Đấy, tối hay quấy. Hết chưa ta? 4 loại. Rồi cái này 1 viên nữa. Hồi bé thì rất là sợ uống thuốc. Uống thuốc và cứ bỏ thuốc vào mồm, xong uống xong chỉ có mỗi nước đi. Ok. Rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Thật ra là Khâm tính livestream lên trên kênh, nhưng mà do là cái đường truyền mạng các thứ là rất là chậm, thành ra thì là giờ này là đang cái giờ mà các bác xem video của cháu Khâm nữa. Các bác livestream lên thì cái giờ phát nó trùng chéo nhau thì cũng không ai xem. Tôi thì là cháu Khâm nhân tiện là làm một cái đoạn video luôn. Tiện thể thì là sẽ cập nhật số tiền của các cô các bác. Thế thì Khâm sẽ đi chụp lại cái danh sách để cho các cô các bác xem. Đây, Khâm vừa chụp lại cái danh sách. Có lẽ thì là danh sách của các cô các bác ủng hộ thì bữa nọ Khâm cũng đã gắn lên trên kênh 1 lần rồi. Là cũng chưa thấy bác nào là phản hồi rằng là có sự thiếu ở đây không. Ngày mùng 4 tháng 12 Khâm tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cô Đoàn Thị Lý. Cô ấy comment trên kênh thôi, gửi 200.000. Cô Tâm ở Hà Nội là mùng 4 tháng 12 gửi 1 triệu. Cô Mai, quận 1 Hồ Chí Minh, ngày mùng 5 tháng 12 gửi 500. Cô Tám ở Mỹ, ngày mùng 5 tháng 12 là gửi 1 triệu. Là những số tiền anh em vừa nhận được tiếp hỗ trợ cho em chơ. Còn những cái khoản thu chi thì các bác Khâm đã thông tin trên kênh rồi, và để cho cái thông tin nó được cụ thể thì mình sẽ thu chi tổng hợp một lượt đến cái thời điểm mà tổng hợp được nhiều một chút đấy. Thực ra thì mỗi ngày chi tiêu thì Khâm cũng có đều note vào Excel hết thôi. Đấy, nhưng mà mỗi ngày cứ bảo là hôm nay tiêu 100, 200, mua này mua kia thì thành ra là cũng các bác không nắm được đâu. Bữa nào sẽ tổng hợp lại là chi những cái gì thì có sẽ bảng kê, thu những cái chỗ nào thì sẽ có bảng như thế, tổng hợp lại. Đấy, còn dư ra làm sao thì thông tin với các bác là Khâm sẽ có trách nhiệm làm đầy đủ hết. Em chờ vừa liên lạc lại cho Khâm các bác, do là có cuộc gọi của người thân, biết ngay là có điện thoại mà, thành ra thì là lại phải đợi một lúc. Bây giờ Khâm sẽ gọi video FaceTime cho em ấy. Chưa à? Vâng. Sao anh gọi mãi chả được đấy? Hôm nay đang điện cho chị ấy.
Đây xem là xem tình hình vợ thì sau hôm nọ phẫu thuật thì bác sĩ bảo thế nào rồi, tình hình thế nào rồi? Thì bảo là nó ấy cái gì nó người bây giờ thì nó vẫn ăn được cơm nhưng mà nó đang yếu, người đang gầy gầy như thế này. Được rồi, bây giờ em quay giữ điện thoại một chỗ thôi cho vào mặt vợ đi. Được rồi, không rung lắc quá nhiều để anh ghi hình lại cho các bác xem. Mặt là mặt to hơn rồi đấy nhỉ? Ừ, không cần dí vào gần quá đâu, không cần dí vào gần quá đâu, cho ra ngoài một tí. Đấy, bảo vợ cười lên một cái xem nào. Được rồi, răng sâu à? Hay nào cái răng đen đen đấy. Ừ. Nói chung là nó đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Khởi về xem tình hình của máy đây này. Phun được. Full. Đấy, tình hình máy là béo hơn nhỉ, thấy Tay nó cũng to hơn chưa? rồi, nên nói chung là nó đỡ hơn nhiều Ăn được rồi. nhiều cơm không? Nó một lần nữa ăn hết một chút mà. Ăn cơm thì vẫn ăn tốt các bạn. Báo chào anh Khâm một cái em nào. Từ hôm giúp đến giờ là chưa thấy chào anh Khâm cái nào. Nói tiếng Mông cũng được. À chào nhá. May quá nhỉ, một cái mạng người nữa, may mắn là được các nhà hảo tâm đồng hành với Khâm để mà cứu giúp em ấy. Thời điểm hiện tại thì Khâm sẽ cắt cái màn hình video này lên trên 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 ở đây gọi bắt tay được rồi, trên trên video để các bác được thấy là hình ảnh từ xa của em máy. Quý cô bác ở Hà Nội, bà được rồi, bảo vợ đưa tay xuống được rồi. Quý cô bác ở Hà Nội thì cũng đã được xem rồi, trực tiếp rồi, nhưng mà rất là ít thôi, vì là thật sự là mọi người ở Hà Nội thì cũng không phải là ai cũng gần bệnh viện bỏng cả. Hai nữa là không phải ai cũng có thời gian và điều kiện vào thăm cả, thành ra thì là cũng rất là ít khán giả và những người quan tâm thì rất là nhiều. Thế cho anh hỏi là bác sĩ mổ thì mổ như thế nào? Nội là nó một bên này, nó mũi dưới này, Rồi, bắp mũi dưới chân, này đắp vào cái này. à mang thịt dưới kia đắp lên cái phần là bị hoại tử kia đúng không? Đúng rồi, một miếng tập phẩm một gang như thế này luôn đấy này. Rồi một gang, lấy một gang mọi người ạ, là đắp lên cái phần bên bắp, Đúng rồi, đắp luôn rồi một khâu miếng vào này. đúng không? Không không vào đấy, bắn vào đấy. Thế bây giờ còn đau không? Nó bị đang chứa cái thuốc này vào nó Truyền. lúc này cũng là đau, cái lọ này nhìn như thế đâu, nó cũng bảo là nó hơi 3 triệu ấy Một lọ đấy 3 triệu. ạ. Chắc chắn rồi, bây giờ đi viện thì không tránh được. Tới này thì là ra viện thì các bác sĩ có hóa đơn chứng từ cho mình hết mà. Hết bên kia thì sao? Cho anh xem bên bên chân trái xem nào. Vâng, để quay luôn. Chân vợ có duỗi thẳng ra được tí nào không? Thế nói chung là nó muốn cái mà nó bên bên này là chẳng qua nó bây giờ mới đi thấy là mình Rồi rồi. thấy Che phần này bên, che lại, không quay kỹ quá. Được rồi, thế thôi, che vào rồi ấy. Được rồi, che vào, che vợ vào, quay mặt được rồi. À, bên này là nó cái gì đây? Sao nó vàng hết thế này? này là thuốc mà bôi vào đấy. À thuốc bôi vào à? Khử trùng các Vâng. thứ thôi đúng không? Vâng, chỉ có mỗi bên này thôi. Bên Ừ. này là trước đấy thôi. Rồi, được rồi. Là thế nào mấy ngày nữa này nếu mà có sức rồi thì bên đấy khỏi rồi thì lại mổ bên này. À, lại phải bên này vẫn phải mổ lấy bên dưới lên đắp lại đúng không? Vâng, Cái đúng này tức có rồi. nghĩa là tự lấy chính cái thịt của mình chuyển từ khu vực dưới lên trên. Nhưng mà anh thấy chân hai bắp chân bên dưới của vợ em cũng bé lắm, gầy lắm. Cắt lên Nhưng mà liệu. nó chỉ lấy mỗi cái gian đấy về. À lấy da thôi đúng không? Lấy da thôi đúng không? Mình mà Vâng, đang tưởng tượng mà sao lại có thể cắt được thịt. Lấy sao là cắt được thịt chứ nhỉ? Em mà cắt thịt chỉ lấy da thôi đúng không? nó À. gãy như thế thì nếu mà thịt thì không có, lấy Lấy mỗi đâu ra gian thịt, thịt kể cả có cũng không cắt được bắp thịt lên.
nó còn gân, nó còn các kiểu thần kinh mạch máu các kiểu, làm sao mà cắt được, chỉ lấy da thôi đúng không? Đấy, hiểu đúng nghĩa và đúng thực tế của nó là cắt lấy da lên đắp vào cái phần mà da bị mất đi kìa, da bị hoại tử mất đi kìa. Được rồi, quay lên mặt đi. Đấy, quay lên mặt vợ được rồi. Đấy, kéo cái đắp cái gì vào cho vợ. Dưới Hà Nội có lạnh không? Nói chung là đây nó cũng không lạnh mấy anh ạ. Ừ, trên nhà mình lạnh lắm rồi đấy. Anh ốm mấy hôm còn chưa khỏi đây này. Mặt vợ là trắng da tròn da đấy nhỉ. Đấy, em cứ để vợ ở nhà thì giờ này thì như thế nào, thấy chưa? Các bác vào thăm thì có nhiều bác vào thăm không? Về thăm thì bác bảo từ lúc chiều bác về thăm thì bác bảo là bác không có gì, bác là mang một bộ quần áo về cho con. Rồi. Thế tốt quá. Cảm ơn các bác, các cô nhớ chưa? Cảm ơn, chào hỏi các bác, các cô. Anh dậy hết rồi. Ừ, đi bộ đội về rồi phải hơn nhiều người khác ấy. Ăn nói khéo vào nhớ chưa? Biết cảm ơn, chào hỏi các cô, các bác sĩ nữa. Ừ, hôm sinh ra là để nói lời hay ý đẹp, cố gắng nhé. Thế em thì ngủ ở đâu? Quay cho anh xem chỗ ngủ của em nào. Dưới này ạ. À. Ừ. Chắc không lạnh mấy thì cũng chả đông người nữa, chắc cũng ấm ấm thôi nhỉ. Vâng, bây giờ là nó là chuyển sang phòng bên cạnh rồi. Ai? Vợ em à? Vâng. À, không phải ở cái chỗ cũ kia nữa à? Vâng, chuyển sang phòng bên cạnh làm rồi. Hôm nay À. mới chuyển. Ừ, được rồi. Rộng hơn đúng không? Phòng rộng hơn đúng không? Vào sang phòng bên cạnh là nó bác sĩ nó bảo là sang phòng bên cạnh thì làm cho nó dễ hơn, nhưng mà vòng bên cạnh nó không Thế thế nó tốt quá. Rồi rồi, cái điện thoại của chơi thì mặt rất là điện thoại thì gọi là cũng cũ rồi, nên là quay camera vào mặt vợ xem nào. Các bác nhìn một tí nữa thôi, thực sự là nhiều người hỏi thăm quá nên là anh phải làm một cái video từ xa như thế này, báo cáo đến với các cô các bác. Thế thì mọi người chắc có lẽ là qua một cái màn hình cũng không được sắc nét lắm, thông cảm cho điện thoại của em chơi không được nét. Chân tay vợ là có da có thịt hơn rồi đấy nhờ. Ừ, điều trị được có 10 ngày thôi mà lấy tê tươi tỉnh như thế này rồi. Thế bây giờ là thưa mọi người thì rất là vui cô bác ơi, từ cái ngày không đưa vào nhập viện thì không vui lắm, thì là không biết được là em máy sẽ như thế nào cả. Đấy, chỉ biết rằng là mình cũng đã cố gắng hết sức có thể, và các nhà hảo tâm quý khán giả cũng đã luôn luôn là yêu thương và ủng hộ hết sức có thể rồi. Khâm cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Sau khi nhập viện lo thủ tục cho em xong thì Khâm cũng phải quay trở về, và đến ngày hôm nay là ngày thứ 10 thì tình trạng của em mà theo như Khâm quan sát qua cái ống kính điện thoại thì em ấy đã có một cái thể trạng tốt hơn rất rất là nhiều so với cái cách đây 10 ngày khi mà còn thoi thóp ở nhà, anh em mình còn không biết cách nào để mà di chuyển. Và thậm chí là rất nhiều người là comment trên kênh rằng là không ăn thua, không giải quyết được đâu, và bệnh viện sớm muộn sẽ trả về thôi. Thì quả nhiên thì anh em mình cũng không tuyệt vọng, anh em mình vẫn luôn luôn rằng hy vọng rằng là em máy sẽ bình phục. Thôi cố gắng nhá, cho vợ nghỉ ngơi sớm nhá. Ừ, cho vợ nghỉ ngơi xong là cứ ăn uống đi. Tiền nong sinh hoạt thì bây giờ còn bao nhiêu tiền? Gần 2 triệu thôi. À, chưa tiêu cái gì đâu đúng không? Hôm nọ Khâm vừa nhờ cô Mai chuyển khoản cho cô Mai để cô tranh thủ cô đi làm về thì cô hỗ trợ anh em mình mang vào. Anh ở xa quá chơi thì không có số tài khoản. Thôi thì cái số tiền đóng vào viện kia thì nó cứ trừ dần thôi. Nhưng khi nào mà sắp hết thì mà chưa điều trị khỏi thì lại bảo anh. Ừ. Nếu mà còn độ khoảng đến Tết Dương mà vẫn còn đang ở bệnh viện thì anh sẽ sắp xếp anh xuống một chuyến. Ừ. Cứ điều trị trông vợ đi. Ừ. Gọi về kể cả mẹ em trên nhà nữa cũng bảo với mẹ là
đồ ăn, gạo, mì tôm, các thứ các con ăn không đủ thì chủ động là em em hỏi mẹ, xong là anh sẽ lên anh mang lên cho. Vâng, lên nhà em thì đường nào cũng đi bộ xa quá. Ốm. Không, xe máy cũng vào được nhỉ? Không vào được, anh phải đi bộ từ ngoài ngã rẽ vào, đường nào bộ cũng xa, đi còn nhầm đường. Đúng rồi. Được rồi, điều trị đi nhá. Em cảm ơn các bác khán giả đi nào. Cháu cảm ơn các nhà hảo tâm. Ôi mà nó nói ấy quá. Cái điện thoại em cùi bắp quá rồi đúng không? Vâng, cháu rất cảm ơn các nhà hảo tâm và cảm ơn các bác đã ủng hộ hỗ trợ vợ cháu. Cháu rất cảm ơn các bác và nhà hảo tâm. Hôm nay là thấy cười rồi đấy, mặc dù màn hình rất mờ nhưng anh thấy em cười tươi rồi. Cố gắng nhá. Cảm ơn. Được rồi, được rồi. Chào em nhá. Sơ sơ cập nhật cái tình hình của em chơi một chút cho cô ba anh chị tất cả mọi người được biết. Thì là tình hình mọi người thấy rồi đó. Có lẽ thì là phải trực tiếp quay hình thì các bác mới thấy được cái sự thay đổi của em máy. Và sơ sơ qua đây thì mọi người cũng chỉ thấy khuôn mặt của em nó to tròn hơn rồi. Đấy, chân tay là cũng đã vung vẩy, chân thì không nói, tay thì là đợt nọ là cũng không linh hoạt lắm đâu. Nhưng mà giờ này là vung vẩy thoải mái, ướn người các thứ. Phần chân là cũng đã duỗi được, đấy, cơ bản là cũng đã duỗi được. Mới đầu xuống ở bệnh viện Huyện Yên Minh thì cứ như này nè mọi người. Là bác sĩ còn bảo là teo hết cơ rồi, rất khó để có thể mà biết đoán định trước là có đi được hay không nữa. Nhưng mà khả năng cái tình hình là bây giờ chân đã có thể là duỗi lại như này thì các cái khớp cũng như là dây chằng gân cốt là không tin rằng là bằng cái nghị lực cũng như là các cái sự nhiệt tình của các y bác sĩ thì một thời gian nữa thôi anh em mình có quyền hy vọng rằng là em máy có thể tiếp tục đứng dậy và đi bằng chính đôi chân. Và cái việc này không nghĩ rằng là bản thân máy, bản thân chơ và những người thân của em ấy không nghĩ rằng là cuộc đời này em vẫn còn có thể đi lại được tiếp. Thì rất là cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, mọi người đã dù ít dù nhiều, các bác gửi từ 50, 100 đến 1 triệu, 2 triệu, chục triệu, thậm chí là 2, 30 triệu. Dù ít dù nhiều thì không rất là cảm ơn tấm lòng của tất cả các bác. Thời điểm hiện tại thì mới có 10 ngày thôi mà tình trạng là tiến triển hơn như thế này rồi. Thì mình có quyền hy vọng rằng là độ khoảng, các bác sĩ cũng phải đoán định là độ khoảng điều trị là thời gian tính bằng tháng. Thì mình hy vọng rằng độ khoảng tháng nữa đi sẽ có cái khả quan hơn để cho em ấy về tiếp tục chăm sóc các con. Em chơ sẽ tiếp tục là lao động và kiếm tiền để nuôi gia đình. Thì sau cái lần này có lẽ cũng là một cái bài học để cho em chơ phải nhận thức lại và thay đổi đi. Đấy. Vì là em để vợ đến nông nỗi này thưa với mọi người rằng là cực kỳ là nguy hiểm. May mắn thì là nếu mà em về có thể đi lại thì có thể là cũng là một cái cao số. Như bác xe cứu thương đưa Khâm đi ấy, bác bảo là cái này thì cũng không biết trước được, nếu còn duyên thì em ấy còn có thể bình phục lại, còn nếu không thì có lẽ là nó cũng là do duyên trời, thì một phần nào đó chắc có lẽ là cũng như vậy mọi người ạ. Thôi thì Khâm vừa cập nhật những cái thông tin sơ sơ về vợ chồng chơ ở dưới Hà Nội, thế thì là không biết nói gì hơn đâu. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho anh em mình. Đấy, anh em mình sẽ có những cái video mới nhất về hoàn cảnh em chơ cập nhật tiếp tục trên kênh. Chân thành cảm ơn các cô, các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.